Đó là mùa thi tốt nghiệp. Cũng không phải là năm nay tại Việt Nam không thì các cháu thanh niên vào dịp mùa đầu hè cũng đã thi tốt nghiệp. Và đêm nay, đêm đúng đêm nay, chúng tôi có chút quà dành cho các cháu để kỷ niệm. Xin chúc mừng cháu và cũng thay mặt toàn thể anh chị em tại Vinet House rất cảm ơn cháu Quỳnh Anh suốt thời gian qua đóng góp rất nhiều những cái mùa hai cũng như là công sức kêu gọi các tập thể các cháu thanh thiếu niên cùng tham gia những sinh hoạt cộng đồng cùng với cả toàn thể bà con anh chị em chúng ta. Và trước khi cháu Quỳnh Anh đi học xa thì cháu có đôi lời với cả toàn thể các cô các chú các bác có mặt ở đây. Chúc cháu đạt nhiều thành tích trong học tập cũng như trong tương lai gặp nhiều điều tốt đẹp. Xin cảm ơn cháu. Hãy cháu con thơm chúa đây cả. Theo xin mời cháu Nguyễn Thu Phương Anh. Mỗi cái đọc hai lần, cảm ơn. Xin chúc mừng cháu. Đây là món quà của ban tổ chức cộng đồng Vinet House tặng cho cháu và cảm ơn cháu trong những năm qua cũng đã đóng góp nhiều tiến bộ cho sinh hoạt của cộng đồng Vinet House. Cháu có muốn nói gì với các cô các bác các chú của đây? Phải để một cái mic ngay đấy. Xin cảm ơn cháu. Tiếp theo tôi xin mời cháu Trần Thu Hiền Anna. Xin chúc mừng Thu Hiền Anna. Đây là món quà của ban tổ chức dành riêng cho cháu và chúc cháu trong tương lai đạt nhiều thành tích tốt đẹp hơn nữa. Có muốn nói gì với toàn thể bà con cô bác ở đây không? Okay, xin cảm ơn cháu. Xin mời cháu Nguyễn Sĩ Hoàng Long. Vỗ tay. Phong ơi, lên đời con Giang nó sát nhát quá. Đây là món quà dành riêng cho cháu và cũng thay mặt ban tổ chức cảm ơn cháu trong những năm qua cũng đã đóng góp rất nhiều thành tích cũng như là công sức cho những sinh hoạt của cộng đồng. Cháu có muốn nói gì vài cái mọi người không? Rồi xin cảm ơn cháu. Tiếp theo xin mời cháu Bùi Tiến Dũng. Cháu Bùi Tiến Dũng hôm nay vì một số điều kiện không có mặt và ban tổ chức cũng sẽ trao món quà tận tay cháu Bùi Tiến Dũng trong thời gian tới. Tiếp theo ban tổ chức xin mời cháu Khương Đức Duy.
ơn cháu Huy và cũng cảm ơn cháu trong thời gian vừa qua cũng đã giúp sức chung vui cùng với cả toàn thể cộng đồng. Cháu cũng muốn phát biểu đôi lời và rất là cảm ơn. Xin cảm ơn cháu. Xin mời cháu La Tuấn Anh. Theo tôi được biết, cháu La Tuấn Anh hôm nay cũng vì một số điều kiện không có mặt. Chúng tôi cũng sẽ trao quà tặng lơ tay cháu La Tuấn Anh. Và cuối cùng xin mời cháu Hà My, là con của anh Dũng và chị Loan. Xin mời cháu Hà My. Chúng tôi cũng sẽ trao quà